Bởi vì ra cái chủ ác đấy nó cần là combo 4. Thì cậu cứ thấy rồi. Ok, để tôi vào tí đó. Không, không Phạm Huy nhá. Tất cả những cái phần thưởng rank từ mùa 10, 11, 12 là có hết nhá. Có hết luôn. Có hết Kìa, luôn. chưa biết rõ ràng như nào thôi. Bởi vì dồn content như thế này thì khó tránh khỏi việc kiểu như là có hàng lại từ Có thể là bị 20 trận skip. thắng lại nhảy vào thay. Có Có thể bị đấy. skip kiểu như thế. Có thể bị skip Bởi mà cũng vì có thể bị nhảy vào tuần thứ cuối mùa. Cũng có trường hợp đấy. hoặc là cũng Đấy. có thể bị đem chơi cái kiểu chơi ví dụ phương Tây, nó có thể là sắp xếp kiểu ví dụ kiểu 20 trận thắng rồi, 50 trận thắng rồi, 100 trận thắng rồi, 150 trận thắng, 200, 250 trận thắng, ai biết được đúng không? Nghĩ 250 trận thắng là đúng là mệt thật đấy. Bởi vì thực ra tôi đã xác định ngay từ đầu rồi, bởi vì tôi đã từng gọi là qua bên West tôi thăm dò tình hình thì đấy, Long An đấy, đọc cái này không, cái file Excel Đúng. không chỉ về anh mà cả cái trên AI mới nhiều ông rút dài dòng văn tự, nhưng mà thực ra thì cha heo cái cô nọ cô làm thì luôn. Cũng phải thôi, nó vốn là từ Google dịch mà cho nên là khó, kiểu như là đọc nó khó hiểu, nó là vì thế. Thì tôi mới phải nói là cái bọn V Online toàn một cái đám gọi là cái gì nhỉ, một đám từ Warface sang, một đám từ Warface sang mà cuối cùng là Exa hồn, cho nên mới bảo là phải chửi cho, phải tôi chửi cho gọi là cụ chúng nó luôn chứ gì đùa đâu. Nếu không lý là game còn thấp, thực ra thì cái vấn đề là nó là cái việc mà cái server của VL Online đang ít, cho nên là bây giờ muốn đỡ lag ấy thì cái nhất định Phạm Huy là phải phải tăng số server lên nó mới đỡ lag được, chứ còn không thì như chúng ta cũng đang nói với nhau cả bây giờ server của Logic Việt Nam từ lúc hậu sát nhập vì nói chung là nó gọi là ít đấy, mà cuối cùng xong là VL Online phải gọi là áp dụng cái Lại chuyện mở thêm mở thêm một server nữa, nhưng mà có vẻ chưa đủ vẫn chưa đủ đâu. nên với bản là bây giờ phải cố thử đã. Hãy trở lại cái vấn đề ấy, V-Online đâu, cái việc mà bị thiến là do V-Online nó làm event, nó làm event chui, nó giống kiểu VTC game ngày xưa ấy, với cái game đột kích như này, cho nên bây giờ nó mới thế. Chứ còn không ấy thì xin lỗi cuộc đời lên. Chả phải sấn đâu, hui. Xe Wait. go chết trong vòng hơn 500 ngày là do event chui. Đấy. Cho nên Đấy mới là không cái vấn đề mà có ở chỗ đấy. đấy là cái điều mà chúng ta phải phải nói tới đấy. Cho nên là hiện tại là cái gì đột kích vẫn đang sống được thì cứ tạm thời cứ là cảm ơn GoPlay trước đã. Cứ tạm ừ thì cứ Cho tạm nên thời như còn thế đã. về còn mấy khoản event event tiêu kiểu như là tiêu tiêu mấy Go trăm mấy chục coin. nghìn đấy xong rồi nhận VIP. Thôi, mấy ông quên đi nhá, không có VIP in game nữa đâu. Ừ, Ý là nói chung bây có giờ. bằng VIP ấy. Ừ, nói chung là bây giờ ấy, một là event VIP in game, một cái gọi VIP in game này, hai là tiêu lấy VIP giá rẻ thì vẫn cứ gọi là cái gì nhỉ? Nhất tề phải nói lại là không có chuyện đột kích ra những event như thế đâu. Khi mà bây giờ bọn quan thầy Smite Gate nó gọi Nắm đằng chuôi rồi. là nắm nắm ăn chuôi rồi thì xin lỗi cuộc đời nhá, có bằng mắt. Tôi Quá tam ba bận rồi nó thế đấy. ừ bị bắt được 3 lần mà đến cái bạn ba coi như bận vào thứ ba thì coi như là à ư bắt mẹ luôn, cái tội không chia chắc bọn con thầy. Thường là những event làm ngoài web thì cái chu có qua Thực ra chế tác thì đâu mà cho nên mới tắt nó cũng thực chả biết ra như ấy, nào cả. thực ra ấy, cái vấn đề ấy là cũng bọn tôi thì cứ nghĩ này, thường tôi có cái trường hợp kiểu như game FIFA Live ấy, mà thấy event nó các nhà phát hành tự làm, nhưng mà cái quan trọng ấy là họ có chia gọi là chia chia phần cho bọn là quan thấy không, chứ bây giờ
Thank you.